con chốt sang sông mà xót xa cho phận ma hầu. Đau như kẻ si tình, ôm dáng cần một mình lặng thinh. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh âm thanh BMT Củ Chi. Hôm nay mình có một con lọc nhạc, con này có thể gọi là con LV hàng bãi nha anh em, bãi Nhật, hiệu là Panasonic, model là SHD5, LV nha anh em. Con này con lọc xì, rồi lọc xì này có những chức năng nghe nhạc bá đạo cực kỳ hay. Chúng ta mà thích nghe nhạc, nói chung là nghe nhạc phải cho nó chi tiết, nó sâu sắc và nó rõ ràng, có thể là chúng ta xem qua clip này, nếu mà ưng con máy thì chúng ta có thể liên hệ em để đặt hàng, số lượng chỉ có một còn duy nhất. Và hàng này là hàng cũng ít có lắm, và cũng phải nói là hàng hiếm nha anh em. Panasonic, model là SHD5 nha. Ở đây là mình đang test nè. Con này là sử dụng điện 100V và kích cỡ cũng nhỏ gọn nha anh em. Kích cỡ nhỏ gọn. Hàng này là made in Japan nha, Nhật nha. Kích cỡ là cái size nó là nó nhỏ hơn cái Amply Adidas EV nè. Răng này cái size là 42 hay nhiêu. Còn cái đầu này chúng ta thấy nhỏ hơn nha. Và cái chiều cao nó cũng nhỏ nữa, size nhỏ gọn nhưng mà nó cho tiếng âm thanh, âm sắc nhạc ra là rất hay. Rồi thì bây giờ mình sẽ test, thì ở đây là mình đang cho nhạc đi hẳn, là mình tắt cái chức năng EQ nè. Bây giờ mình sẽ nhắn lên EQ cho mọi người nghe nha. Đó, EQ đó. Thì ở đây mình test nhạc không lời để nó tránh cái bản quyền. Đó, cho bass lên nha anh em. Đó, bass lên nha. Nè, mình tắt EQ nè. Tắt EQ đó. Rồi, nhắn EQ lên nè. Nhắn lên. Đó. Chúng ta thấy là chỉnh theo cái hướng là cái cầu chiếc võng nè. Là tiếng nó sẽ bass nhiều, chép cũng nhiều và cái lời nó hấp. Ngoài ra chúng ta có thể chỉnh tùy ý theo cái dàn lượt bên đây. Chỉnh nè, đây anh em, tần số hấp nè, cho bass tắt nè, đó bass nè, là mình chỉnh ở đây, đồng thời là ở đây và bên đây là chỉnh một lúc hai cần luôn nha anh em. Lên bass nè, đó lên nè. Mình chỉnh chỉnh dàn lượt là chỉnh theo cái kiểu kỹ thuật số, IC kỹ thuật số nha. Rồi bây giờ cho chép lên nữa nè. Đó, chép nè. Đó, tiếng gắt bán nha mọi người. Rồi thì ở đây là chế độ nghe nhạc thông thường nha. Là thường là chỉnh như thế. Ở đây có chế độ khác nữa anh em. Này là chế độ đây. Đây, mình sẽ chỉnh qua chế độ số 2 nè. Chế độ số 3 nè. Chế độ số 4. 6 chế độ thì mình muốn chỉnh cái nào thì mình chỉnh, hoặc là mình chỉnh tùy ý theo mình. Có thể căn chỉnh thêm bên đây. Mình thích nghe bass chép nhiều thì mình để số 1 nha anh em. Và ở đây là có ba chế độ nhảy đàn. Ba chế độ nhảy đàn nha. Đây. Một chế độ BAR nè, là chế độ thông thường, là nhảy theo cái kiểu nhịp sóng anh em. Rồi chế độ số 2 nè. Số 2 là nhảy từng thanh, từng khúc á. Chế độ số 3 là nhảy đẹp nhất nè. Nghe nhạc rất hay nha mọi người.
mình sẽ quay tổng thể cho mọi người xem toàn bộ con máy. Thì cái này chúng ta nếu mà sử dụng thì chúng ta cứ dập thế mà chỉnh thoải mái, muốn chỉnh theo ý hết lời nhiều thì chúng ta tăng tần số lên, tần số trung lên nè. Cái này là có từ tần số 60Hz đến là 12.5kHz, từ thấp lên cao nha anh em. Ở đây là mình test qua một con ampli EV thông thường thôi. Này đúng thì chúng ta ghép những cái đồ âm thanh chất lượng như là đồ bãi, đồ xịn thì nó sẽ rất hay. Đây là mình test qua đồ karaoke hay qua Adidas thì nó nghe cũng tương đối nhưng mà rất hay rồi anh em ơi. Ở đây là điện một đây đã sử dụng điện 100V nha anh em nè. Đó, ở đằng sau thì ghim tín hiệu. Tín hiệu là ở trên là tín hiệu vào, ở dưới là tín hiệu ra. Ở đây sử dụng dây nguồn rời nè. Dây nguồn là cái đầu số 8 á. Ok. Rồi thì clip bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong nội thất ha. Nếu mà anh em nào thích món này thì liên hệ mình đặt hàng. Báo giá luôn cho mọi người là cái lọc Panasonic này tình trạng là còn chạy tốt, full chức năng, nghe tiếng nhạc rất hay. Lọc gì SHD5 Panasonic, con này có giá 1.600.000 đồng. 1.600.000 đồng nha anh em, giá này chưa bao gồm phí ship. Anh em mà cần thì liên hệ em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem nội thất của cái lọc nhạc này nha anh em. Lọc xì EQ Laser ha. Cái model là SHD5. Ok, EQ. Mặt tiền đó. Con này tiếng rất hay nha mọi người, hàng Nhật, hàng da băng bên trong nè. Mấy cái này thì sử dụng rất là bền, nó có nhiều cái chế độ để mà nghe nhạc, hoặc là chúng ta có thể chỉnh tùy thích, còn hoạt động ok hết. Ở đằng sau đây là dắt điện nguồn. Điện này thì sử dụng 100V nha anh em. 100V. Công suất của cái tiêu thụ điện là nó chỉ có 10W à. Rất là ít tốn điện. Made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản ha. Ở đây là tín hiệu vào nè. Tín hiệu vào là hai cái ở trên, còn tín hiệu ra là hai cái ở dưới. Dắt trắng, dắt đỏ. Rồi bây giờ mình xem bên trong ha. Ở mặt đó anh em. Và trên cái vỉ mạch có ghi chữ là Made in Japan luôn. Thấy không? Made in Japan. Có đóng chữ đầy đủ nè. Và linh kiện thì linh kiện của Nhật Bản, là độ bền là phải nói là siêu đỉnh. Anh em độ bền nó là xài phải nói là rất là bền. Thì cái lọc xì này chúng ta thấy cái mạch, cái men này cũng nhỏ gọn nhưng mà trang bị rất là nhiều IC nha anh em. IC nhiều lắm. IC này thì nó càng nhiều linh kiện thì cho ra tiếng âm sắc nó càng hay. IC quá trời. Giờ ở đây có một cái bốn cái socket ghim dây gài qua cái men ở đằng trước.
Đó, cái men đằng trước là cái men điều khiển, nó là một vỉ nè, một vỉ gấp đứng, sử dụng IC công tắc dán mặt đằng trước, gắn mặt đằng trước anh em. Đây, ở mặt trước thì có hai cái đèn. Rồi, nói chung thì bên trong nó chỉ như thế. Hàng này thì chúng ta trải nghiệm cái chất âm thực tế bên ngoài thì chúng ta nghe sẽ hết liền. Thì bác nào chơi được thì alo em ha.